Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi học sinh giỏi, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Ở các video trước đó, chúng ta đã hoàn thành phần phát âm, phần dấu nhấn, phần ngữ pháp của đề thi, phần word form, phần cụm động giới từ, phần giới từ, phần đọc hiểu các bạn. Ở video này, chúng ta sẽ làm hai phần. Đó là phần điền từ phù hợp vào đoạn văn và phần điền từ cho sẵn vào đoạn văn. Người ta thông thường phàn nàn rằng họ chưa bao giờ có đủ thời gian để mà hoàn thành các công việc. Giờ và cái gì đó các bạn, dường như slip away, ý nói rằng go by các bạn, trôi nhanh trước khi nhiều cái thứ lặt vặt được lập kế hoạch, được làm. Rồi, thì ở câu số 1 này, bạn thấy là các bạn có cái từ giờ và cái gì đó trôi qua rất là nhanh. Rõ ràng người ta gợi ý cho chúng ta đây là minutes các bạn ha. Rồi, giờ và phút dường như trôi qua rất là nhanh nè các bạn, trước khi nhiều thứ được làm. Cái gì đó nè các bạn, những cái chuyên gia quản lý thời gian. Cái lý do chính cho điều này là rằng hầu hết người ta thất bại để mà thiết lập những cái điều ưu tiên về cái mà họ làm trước. Rồi. Thì ở trong câu số 2 này, các bạn thấy phía sau là các chuyên gia và chúng ta cần điền một cái chữ các bạn, mang ý nghĩa rằng theo như các chuyên gia này. Rồi, according to các bạn nha. According to là theo như các chuyên gia quản lý thời gian. Thì cái lý do chính cho cái điều này là hầu hết người ta thất bại để mà lập những cái ưu tiên về cái mà để làm. Rồi số 3 các bạn. Thì cái nào để làm đầu tiên, ý là vậy nha. Rồi, first, what to do first các bạn. Rồi, what to do first. Họ thì get down, họ thì bị cột chặt bởi những cái việc lặt vặt các bạn. Có nghĩa là mất hết thời gian bởi cái việc lặt vặt. Và những cái vấn đề quản lý thời gian thì không bao giờ hoàn thành những cái quan trọng trước. Rồi. Một cái giải pháp đơn giản thường được sử dụng bởi những cái người này, chuyên gia này các bạn, at the top cái gì đó, để giữ cái danh sách của các công việc để hoàn thành hàng ngày. Rồi, thì ở đây các bạn thấy câu số 4 nha. Câu của chúng ta các bạn chưa có động từ. Một cái giải pháp quan trọng, cái mà được sử dụng chỗ đây chính là which is often used bởi những chuyên gia này. Là các bạn, là, rồi là. Chúng ta cần cái động từ cho câu. Đây chính là một mệnh đề quan hệ rút gọn các bạn, phía trước là rút gọn quá khứ nha. Để giữ cái danh sách này hoàn thành mỗi ngày. Thì những cái danh sách này đã sắp xếp các bạn các công việc từ most essential là cần thiết nhất tới essential cái gì đó các bạn. Ý nói rằng most essential to ít nhất các bạn có cái từ list nha. Cần thiết ít nhất. Và được kiểm tra thường xuyên qua ngày để mà có được cái sự tiến bộ các bạn, để mà theo dõi được cái sự tiến bộ. Thì không chỉ cái điều này là một cái hiệu quả để mà quản lý thời gian. Rồi, quản lý thời gian. Nhưng cũng nó phục vụ để mà đưa ra các cá nhân các bạn một cái ý thức gì đó xứng đáng hơn về cái sự thỏa mãn qua cái thành tựu của họ. Thì ở đây câu số 6 các bạn. Câu số 6 các bạn sẽ điền một cái ý thức xứng đáng hơn về việc các bạn là của cái sự thỏa mãn về cái thành tựu của họ. Người ta cái gì đó không giữ cái danh sách này thường xuyên. Rồi, ý nói rằng người ta, cái người mà các bạn, cái người mà ở đây là who, cái người mà không có giữ những danh sách này thường xuyên. Thì cuối ngày với
cái sự không chắc chắn là hoàn thành tất cả các công việc. Thì ở đây bạn sẽ sử dụng một cái động từ nha. Rồi, động từ đây chính là một mệnh đề quan hệ các bạn. Cái người mà không có giữ những danh sách này thường đối mặt với cuối ngày mà không xong việc gì hết. Cái mà thời gian có thể gì đó các bạn, những cái vấn đề nghiêm trọng trong cái gì đó nè, sức khỏe gì đó và sức khỏe tinh thần. Cái mà thời gian có thể đó các bạn, ở đây bạn sẽ sử dụng một cái động từ nha. Vì chúng ta có từ can, chúng ta dùng cái từ contribute to, đóng góp tới những vấn đề về sức khỏe, về thể chất lẫn tinh thần các bạn. Chúng ta có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần là mental health, là tinh thần, and physical health là sức khỏe về thể chất. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 3 này các bạn. Đây là phần điền từ phù hợp vào đoạn văn. Và phần này người ta cho các bạn cái từ sẵn nha. Bạn có lẽ chưa bao giờ nghe về Charles Burgess Fry, nhưng trong những cái năm đầu của thế kỷ này, ông ấy là các bạn, ông ấy là cái người nổi tiếng nhất nha. Rồi, ở nước Anh. Rồi, ông ấy trở nên cái gì đó trong khi ông ấy ở trường đại học. Rồi, câu số 1. Các bạn có câu A là danh từ nha, danh từ là tiếng tăm. Câu B là giàu có nè các bạn. Rồi, câu C là nổi tiếng, câu D là phổ biến. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái từ well known các bạn nha, cho nó phù hợp với cái từ most famous các bạn. Rồi, ông ta trở nên nổi tiếng trong khi vẫn còn ở trường đại học, chủ yếu gì đó các thành tựu thể thao của ông ấy. Thì câu số 2 các bạn có được of các bạn, chủ yếu that of, which of, just of, because of. Rồi, hợp nghĩa nhất là because of các bạn, bởi vì cái thành tựu thể thao của ông ấy. Thì vào thời điểm đó các bạn, ông ấy là cái đội trưởng của trường đại học. Cái đội trường đại học các bạn là cái vận động viên điền kinh và Rick Kerr rồi, và giúp đỡ cái kỷ lục thế giới và giữ các bạn và giữ cái kỷ lục thế giới cho một thời gian rất là dài. Cái đề thi này một bạn đã gửi cho thầy và một số chữ thầy đánh máy ở phải nhìn không có rõ các bạn. Rồi, ở đây chúng ta ở đây là giữ các bạn nha, giữ cái kỷ lục thế giới cho cái việc mà nhảy xa, nhảy cao. Rồi, ông ấy là cái gì đó nữa các bạn, một cái nhà báo thể thao nổi tiếng. Ý nói rằng câu số 3 các bạn có từ so nè, to nè, also, of, thì ở đây ông ấy cũng là một nhà báo nổi tiếng. Các bạn chọn từ also nha, sẽ hợp nghĩa cho câu chúng ta. Còn những cái từ so, to, of không hợp nghĩa. Ông ấy thì quá nổi tiếng các bạn, đến nỗi cái từ, những cái lá thư mà gửi cho ông Mr. Fry Offer thì được giao cho ông ấy mà cái gì đó khó khăn. Ý nói mà không có sự khó khăn. Ý nói không cần ghi địa chỉ các bạn, chỉ cần ghi Mr. Fry Offer, người ta biết chỗ nào người ta giao, ý là vậy. Rồi, dù cho nó có một cái tên khác nhau thì cái đồng nghiệp của ông ấy biết rằng đây chính là ông này các bạn nha. Rồi. Rồi, biết ông này. Một vài người đã chỉ trích cái gì đó thể thao của Fry các bạn, một người vài người chỉ trích cái gì đó thể thao của ông này. Thì câu số 6 này bạn sẽ cần điền cái danh từ bạn kiếm dưới nha. Ở đây thành tựu nè, B động từ, C tính từ, câu D động từ. Rõ ràng chúng ta cần cái danh từ các bạn. Thành tựu thể thao của ông này. Họ point out là chỉ ra điều này bởi vì ông ấy đã sống trong cái thời đại mà cái tiêu chuẩn các bạn thì thấp. Rồi, ở cái tiêu chuẩn mà thấp. Rồi, ở một cái thời điểm các bạn khi mà cái tiêu chuẩn thì thấp. Rồi, thì khá là thấp và nó thì dễ dàng hơn
để mà làm trong nhiều môn thể thao. Rồi, nó thì dễ dàng hơn để mà thực hiện trong nhiều môn thể thao các bạn. Thì ở câu số 8 nha, bạn sẽ dùng cái từ ít nha. Rồi, nó thì dễ dàng hơn để mà làm tốt trong nhiều môn thể thao. Nó thì có lẽ đúng rằng các vận động viên ở thời điểm này không có những cái phương pháp tinh túy của những cái vận động viên hiện đại các bạn. Tuy nhiên, nó thì chỉ công bằng để mà phán xét ông ấy với cái tiêu chuẩn trong cái thời đại của ông ta. Rồi câu thứ 9 các bạn, nó thì chỉ công bằng để phán xét ông ấy ở nha. Ở đây là at các bạn. Rồi, at. Rồi, cái tiêu chuẩn trong cái thời gian mà ông ấy sống. Bạn có từ single, từ own. Rồi, là nợ nha. Đây là sở hữu các bạn. Ở đây chúng ta có cái từ own time, his own time là cái thời đại mà ông ấy sống nha. Không có nghi ngờ rằng ông ấy có những cái kỹ năng rất là tuyệt vời và một cái khả năng để đọc cái môn thể thao này với phong cách riêng của ông ấy và sự thông minh của ông ấy các bạn. Rồi. Chúng ta đã xong cái phần điền từ phù hợp vào đoạn văn và cái phần điền từ cho sẵn vào đoạn văn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối cùng của đề thi các bạn là phần viết câu không ngữ nghĩa. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.